Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình đang đi vào trong giữa rừng quốc gia Bù Gia Mập. Đây là hai bên đường rừng đây. Rừng nguyên sinh luôn đây. Anh chị em nào thắc mắc về rừng quốc gia Bù Gia Mập nó như thế nào, cái đường đi xuyên rừng nó như thế nào thì đây review cho anh em. Đây là cái đường quốc gia ha. Đi trong giữa rừng này thì rất là mát. Để mình quay con cây số kìa. Đây con cây số ha. Bù Gia Mập 47 cây. Đây. Không khí thì rất là mát ha. Chết mẹ, đường này gì mà ghê vậy. Thì đây là những cái trải nghiệm mình đi làm nông nghiệp, đâu lâu mình được phải trải nghiệm đi vào cái đường rừng, và có thể cái đường này mình không thể đi lần thứ hai. Mà cái đường này là xe ben là không được đi nha, xe tải là không, là phải khám xét nha. Hồi nãy có cái cổng, nãy cái cổng là khám xét, lát nữa mình đi ra khỏi cái rừng này là cũng có một cái cổng để mà kiểm tra tại cửa rừng. Bên trong giữa cái rừng thì những cái hàng tre và lồ ô rất là đẹp ha các bạn. Đây. Nhìn giống như là điền viên hả? Trúc viên hả? Đó. Này do đây đóng phim được á. Ở trong đây mà mình phim kiếm hiệp á. Đó. Thì, mà cái đường, cái bờ đê này cũng rất là đẹp ha. Đường cong 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 vẹo vẹo nè. Cái trải nghiệm cái trọn đoạn đường này rất là đẹp. Gần như là không khí này rất là mát nè, rất là dễ chịu. Không khí của cái rừng nguyên sinh thì rất là mát ha. Bầu không khí thật là trong lành. Chim kìa, chim kìa, lại thấy hai chim bay không? Chim cái gì ta sợ, cái tre nó cào nắm tre. Còn lại hai con chim á. Ở đây còn thú rừng còn nhiều lắm nha các bạn. Mà tự nhiên hai bờ rừng này là có hàng tre rất là đẹp ha. Mình ở trên xe mình cũng có chống rung nên nó hơi lắc xíu nha anh em ha. Nhịp lên nhịp xuống theo nhịp điệu của bài hát luôn. Đúng bài hát luôn á. Lên xe ta đi thôi. Lên xe mà đi thôi. Cảnh này rất là đẹp ha. Mà ở trong giữa rừng này mà lỡ mà các bạn mà bị vấn đề về xe cộ hoặc là sóng điện thoại thì các bạn ra đi luôn nha các bạn. Mình thấy là như là cột sóng này nọ là đều bằng con số 0. Đấy, thì đây là bắt đầu là ra khỏi cửa rừng rồi đây. Nhưng mà bắt đầu bên hai bên vẫn là rừng nha. Đây, phòng cháy chữa cháy đây. Và kiểm soát lâm sản đây. Đây vẫn còn rừng ha. Đây là rừng nguyên sinh. Rất là đẹp. Phong cảnh đẹp không các bạn? Rất là thích hợp với những người mà thích đi du lịch phượt và trải nghiệm những con đường rừng. Đây. Đây là cái bảng nè. Đó. Thì trên những cái cây rừng kia kìa, và có cái những nhánh lan rừng rất là đẹp ha. Đây. Lan rừng đấy. Ở đây mình đứng ra khỏi xe mình còn nghe được cái tiếng chim kêu nữa. Đó. Những cái trải nghiệm mà rừng thì còn rất là nhiều rừng nguyên sinh ha. Và Việt Nam mình tốt nhất là cứ phải nên bảo tồn những cái khu cánh rừng như thế này. Đấy, nhìn rất là đẹp. Phải kiểm tra rừng thì mình mới đi ra khỏi cái rừng được.
ở trên kia có lan rừng rất là nhiều ha, đây hay là lan tự nhiên đó. Đấy, lan rừng, một nhánh lan rừng. Đó. Hay là chỗ này là chốt Kim Lâm ha. Hả? Đây, mình đi sâu sâu vô đây một tí nữa thử. Mình đi khám phá rừng thử. Đây là trên đây là những cái rừng. Bên trong sâu thì là cây gì? Đây. Wow. Bên trong sâu rừng là chỉ là cây thôi. Đây. Đây, tiếp tục vào những cánh rừng. Mình lại tiếp tục di chuyển nha các bạn. Em nay em trải nghiệm hết cái đoạn đường rừng. Xe màu trắng là màu đỏ luôn rồi. Rồi, let's go. Anh Hiển giới thiệu một đoạn tiếng Anh cho người du khách nước ngoài cho tao biết ha. Bị nói gì đâu. Nói là đường rừng đi. Foreign forest in Vietnam. Có chủ đề hả? Hai bên rừng vẫn đẹp ha. Hello everybody, here's a forest, the name of the forest in Vietnam belong to the province what? Bình Phước province, Buyamap, the Buyamap forest, Black Forest, rừng già. Yeah, I do not know. So here is experience. Go through the forest. On the street, xung quanh là những cái cây tre ha, càng vô nó càng âm u anh ạ. Mình đang đi ở đây là mình đang đi giữa 12 giờ trưa hả? 11:50, 12 giờ trưa mà nó vẫn ở đây cây đã không? Hồi nãy là là đầu cổng rừng hay là nãy là cổng chặn á, chứ giờ này trong đây mới là rừng nè. Với hai cổng chặn luôn, cổng kia là cổng đăng ký. Cái cổng này là cái cổng kiểm tra giữa rừng. Có khi em phải có một cái cổng ra nữa nè. Chắc là phải đánh để soát xe. Kiểm soát xe, tức tí nữa kiểm soát xe. Đây là cái, nãy nói chưa, đây là cái kinh nghiệm là đi để cho biết là con đường mà nó đi xuyên rừng như thế này. Nhưng mà trước khi vào cái đường xuyên rừng thì mình cũng có những cái đoạn đường đất rất là trong gai nha. Nên là nếu mà anh em mà cân nhắc đi từ phía Đắk Nông qua Bình Phước mà đi con đường này thì nên chờ khoảng tầm 2 năm nữa. Một năm nữa thôi cũng được. Đang làm rất là đẹp. Gần như đường đây là đường nhà mình luôn nha các bạn. Cho nên là mình một đường. À, bây giờ đói bụng là 12 giờ rồi mà không biết là chúng ta không biết khi nào ta được ăn đây. Và ngoài ra nếu mà lỡ vấn đề là vấn đề gì giữa rừng, là lỡ mà có cọp nó ra nó cắn bánh xe thì mình nằm giữa rừng mình cho cọp cắn thôi, chứ cũng chẳng biết cầu cứu là ai đâu cho các bạn. Không, cọp thì chắc không sao, cọp
ta lại được nổi tiếng. Cọp với voi, nếu mà lỡ mình cọp với voi cắn mình thì đây là video cuối cùng của mình nha anh em. Dạ, YouTuber Nguyễn Minh Vịnh xin kết thúc video tại đây. Nếu như lỡ mà voi với cọp mà tới tấn công mình, còn không thôi thì mình sẽ tiếp tục hành trình mà mình quay mình nói Vịnh xàm vlog giữa đường rừng. Mình có cái những phút giây, mình phải có những cái phút giây thoải mái này chứ đi làm kìa, nông nghiệp thì nó cũng khô khan lắm các bạn. Nhưng mà trong cái đoạn đường rừng này thì mình thấy được cái điều thú vị là như là cái không khí. Đây, mở ra mình sẽ cảm nhận được cái không khí. Cái không khí rừng á, nó rất là dễ chịu. Và gần như nếu như mà các bạn hít thở sâu, thở mạnh ra, hít sâu thở mạnh 3 lần thì gần như những cái mệt nhọc trong cơ thể mình có thể tan biến nha. Tại bây giờ những cái áp lực công việc hay là này nọ đều trong cái rừng này cũng là đều là vô nghĩa. Khi mà mình mà không còn cái sóng wifi này nữa nọ nữa thì con người cách xa với công nghệ thì con người mình nó lại được hòa mình với thiên nhiên ha các bạn ha. Hả? Đường này đường cái giữa hai bên đường rừng nó có những cái hàng tre, nhìn nó thanh cảnh lắm, nhìn như điền viên vậy đó các bạn, y như là đi vào những cái làng quê ha anh Hiển ha. Này hơn làng quê chứ. Hơn làng quê nhưng mà cái cảm giác của nó thanh bình ha, rất là thanh bình. Thì mình đi giữa cái đường rừng này thì mình cũng muốn là chia sẻ những cái trải nghiệm giữa đường rừng của mình cho anh em biết được. Đi giữa rừng già anh có thấy gì đâu. Không, bữa nào cho mình đi đường từ Bắc Bình đi lên Lâm Đồng á, quê lại cái đường Đà Tẻn em cũng đi nhiều á, cũng có nhiều rừng chứ mà. Hoặc là cái đường đi qua về qua cái Bảo Lộc á, qua đèo Bảo Lộc cũng có nhiều rừng không, nhưng mà nó lại không đẹp bằng này. Đèo Bảo Lộc không xi nhê gì hết, cái đường mà từ Di Linh mà xuống Ma Lâm á. Dạ. Nó cũng rừng như vậy nhưng mà đường nó đèo nó ghê hơn. Đây đường này rất là đúng, tương đối đẹp với anh. Đúng rồi, đường này cũng đẹp. Đẹp mà hai bên đều đẹp nữa. Nhưng mà lỡ cái này lỡ cái rừng mà nằm đây không biết ai dọn ta. Chắc có đội ngũ. Có chứ, xe ngày đi dọn. Nhưng mà ở đây đồng hai bên toàn trúc không như thế. Trúc này hình như là tự mọc hay sao á các bạn ạ. Tre tự mọc. Rừng mà ai trồng anh? Rất là đẹp. Ở trong đây mà như đóng phim Tây Du Ký được nè. Anh Hùng Lương Sương Bạc trúc Gia Trang. Không, cái tre này là trồng á, có hai bên con đoạn ngắn á. Bên trong thấy cây rừng cũng bự lắm. Cây con. Rừng này chắc cũng còn được bảo tồn nhiều anh em. Mấy con bảo tồn nhiều. Bù Gia Mập 41 cây. Cái đoạn đường này còn dài lắm. Hôm nay là lần đầu tiên mà mình đi qua cái rừng mà dừng lại để soát xe. Đúng nghĩa chỗ ngôi trạm kiểm lâm á. Anh em làm đúng nhiệm vụ và trách nhiệm. Hồi nãy lỡ mình không kiểm xe mà có được ra khỏi rừng không ta? Đó, phải vô ghi, trong đó ghi là mình phải xuất trình giấy chứng minh này. Dạ. Rồi nói chung thông tin trên giấy chứng minh ghi vào. Và thêm cái biển số xe, số lượng người đi. Đây, có chị em đi chậm, đây ai đây? Chắc đi hai măng. Hai măng hả? Đây à? Hai măng chắc luôn, hai măng là chắc thì. Xuống hỏi thử một vài câu không? Thôi đơn bụng rồi. Nãy con bé hai măng dễ thương ghê. Ở đâu? Đó, áo hồng đó. Thì
thôi, tới video đây mình xin kết thúc video tại đây nha. Xin chào tất cả mọi người.